Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học kế toán bệnh viện tư nhân do Kế toán Việt Hưng xây dựng cũng như là đào tạo. Kế toán bệnh viện tư nhân là một cái loại hình doanh nghiệp mang tính chất dịch vụ thương mại, trong đó chủ yếu sẽ liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời sẽ thêm một cái dịch vụ nữa là dịch vụ bán thuốc. Vì vậy để hiểu sâu được về Cách làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong loại hình doanh nghiệp bệnh viện tư này thì kế toán Việt Hưng căn cứ trên hồ sơ thực tế của một bệnh viện tại Hà Nội để xây dựng giáo trình giúp cho các bạn hiểu hơn về những cái vấn đề đối với lại lĩnh vực đặc thù này. Thì đối với nội dung của kế toán bệnh viện tư thì trung tâm kế toán Việt Hưng cũng hướng dẫn cho chúng ta tổng hợp tất cả công việc của kế toán. Từ việc tạo các cái mã của dịch vụ khám chữa bệnh đến việc hạch toán các hóa đơn, chứng từ tập hợp cho từng dịch vụ rồi hướng dẫn cho chúng ta về cách hạch toán hóa đơn mua công cụ, nhập kho hoặc xuất dùng ngay cho dịch vụ khám chữa bệnh. Ví dụ như là mua pen, kéo, nhíp, dao mổ rồi găng tay, bông băng. Tiếp theo là hướng dẫn cho chúng ta về cách hạch toán mua mới tài sản cố định bởi vì đối với dịch vụ khám chữa bệnh thì tài sản cố định là chiếm đa phần bao gồm các máy móc như là máy siêu âm hay là máy huyết học tự động, máy nội soi, máy xét nghiệm, máy chụp x quang, máy cộng hưởng từ. Đấy là những cái máy mà thường sử dụng trong bệnh viện. Và giá trị của các máy thì thường là sẽ cao. Như vậy, đối với các tài sản mà chúng ta mua về với giá trị trên 1 tỷ 6 thì chúng ta phải phân bổ thuế như thế nào rồi tập hợp chi phí ra sao. Ngoài ra đối với lại lĩnh vực khám chữa bệnh của bệnh viện thì nó sẽ không chịu thuế. Do đó đối với các hóa đơn đầu vào mà chịu thuế giá trị gia tăng thì chúng ta phải tập hợp thuế như thế nào cho nó phù hợp. Và đối với phần trăm thuế xuất thì giá trị gia tăng đầu vào của thuốc hay là các cái dịch vụ liên quan đến bệnh viện thì thường sẽ là 5%. Đối với bệnh viện mà vừa dùng thuốc để khám chữa bệnh và vừa dùng thuốc để bán thì chúng ta phải biết cách hạch toán làm sao để khi mà chúng ta lên tờ khai thuế hay là chúng ta tính thuế từ doanh nghiệp thì chúng ta được khấu trừ hoặc là được tính vào chi phí hợp lý. Ngoài việc hạch toán các hóa đơn, các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực đặc thù của dịch vụ bệnh viện thì giáo viên sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về cách hạch toán sổ phụ ngân hàng rồi hạch toán lương bảo hiểm cách phân bổ công cụ khấu hao tài sản cho từng buồng phòng dịch vụ đối với lương thì sẽ gồm có lương bác sĩ và lương của những bác sĩ ngoài mà tham gia vào việc khám chữa bệnh thì chúng ta phải tập hợp và phân bổ thế nào tính thuế thu nhập cá nhân ra sao thì đối với khóa học này giáo viên cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Sau khi hạch toán xong các hóa đơn chứng từ thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, rồi tập hợp chi phí tính giá thành theo dõi doanh thu, giá vốn cho từng dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ bán thuốc. Rồi hướng dẫn cho chúng ta cách đối chiếu chi tiết tổng hợp để lên được báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Ngoài ra trong quá trình mà các bạn làm việc có vấn đề gì thắc mắc thì chúng ta sẽ lại trao đổi với giáo viên để giáo viên hỗ trợ hướng dẫn thêm. Còn về hình thức học của kế toán Việt Hưng như chúng ta đã biết là kế toán Việt Hưng thì chuyên đào tạo kế toán online tức là giáo viên gọi điện nói chuyện với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn các bạn bằng cách sử dụng phần mềm UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Và phần mềm kế toán thường sử dụng sẽ là MISA hoặc là phát. Còn nếu như các bạn có phần mềm viết riêng cho đơn vị thì chúng ta có thể sử dụng. Nhưng thường phần mềm viết riêng cho đơn vị là phần mềm quản lý bệnh viện và chúng ta sử dụng để làm nội bộ, nhập thuốc, xuất thuốc cũng như là xuất các cái phiếu khám bệnh cho bệnh nhân. Còn để làm thuế thì chúng ta nên sử dụng phát hoặc MISA. Thời gian học thì trung tâm không quy định thời gian và số buổi học. Các bạn học đến khi nào hiểu và chúng ta lên được báo cáo thì thôi. Còn về chứng từ học thì một là các bạn có thể học trên chứng từ của đơn vị các bạn. Nếu như học trên chứng từ của đơn vị thì có vấn đề gì thì giáo viên sẽ cùng chúng ta giải quyết ngay và xử lý số liệu tránh trường hợp để tồn đọng đến những năm sau còn nếu như học trên chứng từ của trung tâm nếu như các bạn muốn tìm hiểu về khóa học dịch vụ bệnh viện tư thì chúng ta sẽ vào lớp học .làm kế toán .vn vào các khóa học chọn khóa học kế toán doanh nghiệp dịch vụ bệnh viện thuộc kế toán thương mại dịch vụ chúng ta tìm đến kế toán bệnh viện tư nhân trong khóa học này thì sẽ có các buổi và được sắp xếp theo thứ tự thời gian chứng từ Thứ nhất là buổi 1 là hướng dẫn chúng ta về cách cài đặt phần mềm, cách sao lưu, phục hồi cũng như là tạo mới dữ liệu. Buổi 2 là hướng dẫn chúng ta nhập về số dư đầu kỳ của các nghiệp vụ, ví dụ như là về tồn kho vật liệu, công cụ, tài sản. Rồi nhập số dư của các tài khoản cuối kỳ trước để chuyển sang đầu kỳ này. Từ buổi 3 trở đi sẽ là các hóa đơn chứng từ phát sinh ở trong kỳ bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ liên quan như hóa đơn mua vào, bán ra, lương, ngân hàng, bảo hiểm, công cụ tài sản, xuất kho thuốc. Rồi báo cáo tài chính. Thì chúng ta lần lượt sẽ được xem, nhưng khi chưa là học viên thì các bạn sẽ được xem thử buổi 2 hoặc buổi 3 thì các bạn click vào buổi 3. Click xem nội dung. Chúng ta nhấn có hoặc không đều được. Thì ở đây sẽ là các hóa đơn chứng từ liên quan để hướng dẫn cho các bạn hạch toán lên phần mềm và cân đối. Nếu như chúng ta muốn nghe thử video thì chúng ta click vào chữ MISA. Các bạn lưu ý để nghe được video thì chúng ta phải truy cập vào trình duyệt cốc cốc. Thì như vậy phần mềm mới hỗ trợ chúng ta nghe được video. Chúng ta muốn xem to thì các bạn có thể zoom to lên. Muốn dừng lại chúng ta nhấn dừng hoặc là nhấn x để chúng ta thoát và nhấn đóng lại. Đấy là các cái sườn của giáo trình kế toán bệnh viện tư nhân 2019. Truy cập vào đây thì chúng ta có thể nhìn được thấy mức giá tự học hoặc là số lượng video chứng từ. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học kế toán bệnh viện tư nhân. Rất hy vọng sẽ được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công.